xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về tần thời lượng nha các bạn. Thì hôm nay là nói về tập giá trị của hàm số lượng giác cơ bản. Thì ở đây các bạn nhớ tập giá trị của hai hàm lượng giác cơ bản, đó là hàm sin và hàm cos, được chưa? Thì các bạn nhớ nè, hàm sin của bất kỳ một cái cung lượng giác nào thì cũng lớn hơn bằng trừ một và nhỏ hơn bằng một. Tiếp tục, sin trị tuyệt đối của sin u, nhớ trị đối luôn luôn lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 1. Nhớ nha, trị tuyệt đối luôn luôn lớn bằng 0 còn nhỏ hơn bằng 1 này là do cái kiến thức ở trên nha các bạn. Kiến thức ở trên. Rồi, tiếp tục, sin bình u thì mình biết rằng cái gì mũ 2 cũng luôn luôn lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 1 là do kiến thức ở trên. Rồi, thì hàm cos cũng tương tự, thì mình cũng có u lớn hơn bằng trừ 1, nhỏ hơn bằng 1. Trị tuyệt đối của cos u luôn luôn lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 1. Cos bình u luôn luôn lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 1. Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Rồi, trước khi làm những cái bài tập liên quan về tập giá trị của hàm số lượng giác thì các bạn hãy chuyển cái hàm số đó về chỉ duy nhất một là hàm sin thôi, hai là hàm cos thôi. Ví dụ ở đây chỉ có hàm sin thôi nè là ok. Sau đó các bạn tận dụng những kiến thức cần có, một trừ sin bình 3x thì các bạn nhớ nè, sin bình x cộng có bình x bằng 1. Vậy ta có gì à? 1 trừ sin bình x ra có bình x. Vậy biến đổi cái biểu thức đó, mình biến đổi y bằng cộng căn có bình 3x, được chưa ạ? Bằng 3 cộng bình phương mất căn. Vậy ra trị tuyệt đối của 3x. Rồi, thì các bạn áp dụng kiến thức này, trị tuyệt đối của cos x ta có nè, ta có cos 3x luôn luôn trị tuyệt đối luôn luôn lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 1. Sau đó các bạn cộng thêm 3, vậy là 3 cộng trị tuyệt đối cos 3x luôn luôn nhỏ hơn bằng 1 cộng 3 và lớn hơn bằng 0 cộng 3. Các bạn cộng 3 tất cả, được chưa? Vậy đây là cái đề nè, vậy y lớn hơn bằng 3, nhỏ hơn bằng 4. Vậy y có giá trị thuộc tự đoạn 3, 4. Ok chưa? Tương tự bài 11, tất cả các bài còn lại các bạn cố gắng. Đây, tương tự các bạn hãy chuyển về một hàm lượng giác sin hoặc cos thôi nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.